Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang quay trở lại với kênh Chứng khoán TV của Ezefin Việt Nam. Trong series chứng khoán dành cho người mới này, Ezefin đang cùng đồng hành với quý vị và các bạn từng bước một chúng ta trở thành những nhà đầu tư thực thụ. Và đã nói rất nhiều đến chứng khoán cũng như lợi ích hay là sự hấp dẫn của nó rồi. Tuy nhiên, có bao giờ các bạn tự đặt ra một câu hỏi rất đơn giản: chúng ta chỉ có thể trở thành một nhà đầu tư chứng khoán khi chúng ta thực hiện hành động gì? Vâng, thì câu trả lời cũng hết sức đơn giản. Đó là khi chúng ta mua cổ phiếu hay là chúng ta sở hữu trong tay mình các cổ phiếu của một công ty nào đó. Thì khi đó các bạn mới thực sự trở thành một nhà đầu tư chứng khoán. Trong clip này, chúng ta hãy cùng nhau đi trả lời cho câu hỏi: cổ phiếu là gì? Đây là một câu hỏi rất đơn giản. Tuy nhiên, với nhà đầu tư mới, điều đó thực sự không hẳn là một điều gì đó dễ trả lời. Và những cùng với đó sẽ là những điều hết sức quan trọng khác, đó là những đặc điểm của cổ phiếu cũng như những quyền lợi mà các bạn có khi sở hữu trong tay các cổ phiếu của các công ty là gì. Thì trong nội dung của clip này, Ezefin sẽ cùng các bạn chúng ta đi làm rõ hơn nữa. Ta đã nói rất nhiều về cổ phiếu rồi. Vậy thì cổ phiếu trông nó như thế nào nhỉ? Hãy nhìn vào cái clip này của chúng tôi. Ở trên hình các bạn có thể thấy, vâng, hai hình ảnh các tờ giấy chứng nhận và các cổ phiếu của hai công ty tại Mỹ. Công ty đầu tiên, một công ty cực kỳ nổi tiếng, đó là Ford Motor. Vâng, công ty ô tô Ford, chúng ta hay gọi như vậy ở Việt Nam. Cái tờ giấy này thì xem nào, nhìn kỹ một chút, nó được phát hành vào ngày 20 tháng 9 năm 1971. Vâng ạ. Đâu đó cách đây khoảng gần 50 năm rồi. Đây là dạng cổ phiếu phổ thông. Chúng ta có thể nhìn thấy chữ common ở đây. Cổ phiếu phổ thông. Còn đây ở bên cạnh nó là hình ảnh cổ phiếu của công ty đường sắt trung tâm New York. Đây là hình ảnh cổ phiếu ở Mỹ. Vâng ạ. Đã rất lâu rồi, vào 50 năm trước và 60 năm trước thì nhìn nó như vậy. Còn ở Việt Nam thì sao? Đây là hình ảnh cổ phiếu tại Việt Nam. Một hình ảnh từ năm hình ảnh đầu tiên các bạn thấy, vâng, có một cái hình ảnh nổi bật nhất, vâng, có lẽ là sẽ thu hút nhất các bạn, đó là cổ phiếu 10 triệu đồng, vâng, rất dễ nhận ra, 10 triệu đồng của chủ tịch hội đồng quản trị đã ký VP Bank, vâng, ngân hàng, nhưng mà nó không phải là ngân hàng VP Bank bây giờ đâu, vâng, là một ngân hàng quốc doanh ngoài Việt Nam, và phát hành năm 1993, cách đây gần 30 năm rồi, nhìn nó sẽ như vậy. Còn hai hình ảnh khác, một hình ảnh là sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Vilacera và một hình ảnh khác là chứng nhận sở hữu cổ phần của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Vâng, cổ phiếu, các bạn nắm trong tay nó và các bạn có một cái sổ chứng nhận hoặc một cái tờ giấy chứng nhận chính thức của các công ty mà các bạn đã bỏ tiền ra để mua cổ phiếu. Vâng, nó có thể gọi, vâng, cổ phiếu, các bạn có thể coi nó trông như vậy. Câu chuyện hết sức thú vị thôi. Bởi vì thực sự nếu với những nhà đầu tư mới, các bạn sẽ rất khó có thể hình dung được là các bạn đang mua những thứ nhìn như thế nào. Nếu như chúng ta quay trở lại những năm trước đây, vâng, các bạn sẽ rất khó có thể hình dung được điều đó. Vâng. Và hãy đi vào phần chính. Chúng ta hãy trả lời được câu hỏi, vậy thì cổ phiếu là gì? Hãy bỏ qua tất cả những định nghĩa mang tính khoa học hay chuyên môn. Thì Ezefin Việt Nam đưa ra một cái câu trả lời rất đơn giản cho cái này. Cổ phiếu có thể coi là chứng nhận sở hữu cổ phần của công ty cổ phần. Và người sở hữu cổ phiếu thì có thể coi là cổ đông của công ty. Hay nói cách khác là đồng sở hữu của doanh nghiệp. Nói là chủ sở hữu doanh nghiệp thì có lẽ là không đúng. Mà là đồng sở hữu của doanh nghiệp. Bởi vì sao? Bởi vì khi các bạn mua cổ phiếu là các bạn bỏ tiền ra để mua một phần của doanh nghiệp. Cái tiền đó của các bạn được doanh nghiệp dùng để làm gì? Dùng để đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Cổ phiếu, như ở phần trước chúng ta đã nhìn thấy hình ảnh của cổ phiếu rồi. Vâng, vậy thì những cái đó là một trong những hình thức tồn tại của cổ phiếu. Có thể nói là cổ phiếu tồn tại dưới hai hình thức. Thứ nhất là cái hình ảnh mà các bạn nhìn thấy, hay còn gọi là giấy chứng nhận cổ đông, hoặc giấy chứng nhận cổ phần, hoặc sổ chứng nhận. Có rất nhiều cái gọi. Vâng, có hình thức thứ hai. Vâng ạ, các bạn nhà đầu tư mới ạ, chúng ta hãy để ý những cái hình thức thứ hai. Đó là bút toán điện tử tại trung tâm lưu ký. Bây giờ có thể nói là rất khó để chúng ta có thể tiếp cận với những tờ cổ phiếu bằng giấy.
chứng nhận, sổ chứng nhận cổ phần rất khó, mà chủ yếu nó được lưu tại trung tâm lưu ký chứng khoán rồi. Bản thân tôi thì đầu tư từ năm 2011, khoảng 9 năm rồi. Tuy nhiên thì cũng chưa bao giờ được cầm trong tay một cái tờ giấy chứng nhận như vậy cả. Vâng, nói như vậy để cho các quý vị nhà đầu tư, các bạn mới tham gia thị trường, chúng ta mua cổ phiếu và nếu như chúng ta không được nhận một cái tờ chứng nhận cổ đông hay gì đấy thì các bạn hãy đừng lo. Vâng ạ, bây giờ nó đã được lưu tại trung tâm lưu ký hết rồi. Và cái phần quan trọng tiếp theo là chúng ta sẽ cùng nhau nói về những đặc điểm cơ bản, một số đặc điểm cơ bản thôi của cổ phiếu và những quyền lợi mà chúng ta có khi sở hữu cổ phiếu là gì. Bởi vì chúng ta bỏ tiền ra mua thì phải có quyền lợi chứ. Đấy, vậy thì có thể nói là cái đặc điểm đầu tiên, đặc điểm này cực kỳ cơ bản thôi nhưng hãy lưu ý, hãy đặc biệt lưu ý, đó là chỉ có công ty cổ phần mới có cổ phiếu thôi. Những loại hình doanh nghiệp khác như công ty quốc doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn thì không có cổ phiếu. Mà thường thì sẽ, nếu muốn cần huy động vốn thì sẽ phát hành trái phiếu. Tuy nhiên trong khuôn khổ của bài này chúng ta sẽ không nói nhiều đến trái phiếu. Vâng, và khác với trái phiếu thì cổ phiếu không có thời hạn. Hay nói cách khác là công ty cổ phần cũng không có thời hạn hoạt động. Đấy. Thêm nữa, khuôn khổ của bài này chúng ta sẽ không so sánh cổ phiếu và trái phiếu. Hy vọng là trong cái series của chúng tôi thì chúng ta sẽ có một cái bài phân tích kỹ hơn. Đấy. Tuy nhiên thì cổ phiếu không có thời hạn và không có mức lợi suất cố định. Còn trái phiếu thì có hai đặc điểm đó. Và như đã nói ở phần trước là chúng ta sở hữu cổ phiếu thì chúng ta sẽ sở hữu một phần của doanh nghiệp. Vì các bạn, chúng ta đầu tư vào doanh nghiệp bằng số tiền của chúng ta, doanh nghiệp dùng tiền đó để phát triển hoạt động kinh doanh, để làm rất nhiều việc, vâng ạ, để sinh, với mục đích là sinh lời. Và chúng ta là những người đồng sở hữu của doanh nghiệp. Còn nếu ai đó nói là tôi là cổ đông của doanh nghiệp, tôi là chủ doanh nghiệp, thì cái đấy cần phải làm rõ ra. Cách gọi chuẩn xác nhất đó là sở hữu, các bạn sở hữu một phần doanh nghiệp. Và cái đặc điểm thứ tư đó là, cái này là cái cực kỳ quan trọng ấy. Cái này là cái mà các bạn quan tâm này, chúng ta quan tâm. Khi mà cổ đông muốn thu hồi lại cái tiền đầu tư ấy ạ, thì chúng ta làm gì? Chúng ta chỉ có một cách thôi, đó là chúng ta bán lại cổ phiếu. Nếu như chúng ta bán cổ phiếu với cái mức giá mà cao hơn mức chúng ta mua vào, thì chúng ta có lãi. Còn trong trường hợp khác, nếu như các bạn vẫn phải bán, mặc dù giá thấp hơn mà chúng ta vẫn phải bán để thu hồi lại tiền, thì có thể gọi là các bạn cắt lỗ đấy ạ. Đấy. Và thường thì thực tế là nếu như doanh nghiệp làm ăn có lãi, doanh nghiệp phát triển, thì chúng ta sẽ bán được với giá cao hơn so với giá mua. Đấy. Còn nếu doanh nghiệp làm ăn không tốt, thì đó là ngược lại. Do đó thì chúng ta thường thì các bạn sẽ, khi mà đầu tư cổ phiếu thì hãy lựa chọn những doanh nghiệp mà cái đồng vốn của chúng ta có thể sinh lời qua hoạt động sản xuất kinh doanh. Một cách đơn giản như vậy thôi. AZ Phim Việt Nam thì đó là trường phái của chúng tôi, phong cách của chúng tôi. Và chúng tôi cũng thực sự mong các bạn hãy tham khảo và chúng ta sẽ lựa chọn những doanh nghiệp tốt. Bởi vì một cách rất đơn giản thôi, như nói ở phần trước rồi, chúng ta đầu tư vốn vào doanh nghiệp và có lãi khi doanh nghiệp ăn có lãi. Chứ các bạn sẽ rất khó kỳ vọng một doanh nghiệp mà nó làm ăn không tốt mà chúng ta bán, mua cổ phiếu vào và bán ra mà lãi rất nhiều. Vậy thì chắc hẳn là có điều gì đó sai, không đúng ở đây. Ba cái đặc điểm cũng như là quyền lợi của các bạn khi sở hữu cổ phiếu, ba đặc điểm cuối cùng cực kỳ thú vị, đó là cổ đông thì được trả cổ tức. Trả cổ tức, cổ tức là gì? Cổ tức tức là những cái phần tiền mà doanh nghiệp chi ra cho cổ đông khi mà chúng ta hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi. Ngoài cái phần thì gọi là cái phần retain earning hay phần thu nhập giữ lại để tái đầu tư vào kinh doanh ấy, thì chúng ta sẽ có một cái phần này, có thể nói là chia phần lợi nhuận, chia cái phần lợi tức cho người đã đầu tư vào doanh nghiệp của mình khi doanh nghiệp ăn có lãi. Và thêm nữa, doanh nghiệp ăn có lãi này và vẫn tiếp tục muốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh thì sẽ cần gì? Sẽ cần vốn. Và cần vốn thì sẽ có một số kênh huy động. Tuy nhiên một trong những kênh huy động rất tốt đó là huy động vốn từ cổ đông hiện hữu, cổ đông đang sở hữu cổ phần của doanh nghiệp bằng cách là phát hành thêm cổ phiếu. Bạn đang có 10.000 cổ phiếu rồi và Thế Giới Di Động muốn mở thêm 1.000 cửa hàng và muốn có thêm tiền, có thêm vốn đầu tư và phát hành thêm cho các bạn với mức là 10%, các bạn sẽ có thêm 1.000 cổ phiếu. Vâng, ví dụ vậy, vui vậy thôi, chứ còn Thế Giới Di Động thì cũng không thường xuyên thực hiện cái việc này.
và chúng ta sẽ có cái quyền lợi cực kỳ thiết thực ở phần này. Nếu như doanh nghiệp của bạn là một doanh nghiệp làm ăn có lãi, có tương lai, thì cái quyền lợi này của các cổ đông là cực kỳ cần thiết. Và tiếp theo, và một cái hình ảnh rất đẹp như các bạn có thể thấy ở trên hình, đó là một cái cuộc họp đại hội đồng cổ đông. Chúng ta có thể nhìn thấy ở phía trên của hình ảnh đó là Board of Directors, hội đồng quản trị. Nếu như các bạn sở hữu cổ phiếu của doanh nghiệp thì thường các bạn sẽ nhận được những cái thư mời tham gia họp hội đồng cổ đông hàng năm. Chứ bản thân tôi thì thường thì những cái lúc mà nhận được thư thì mình sẽ không có ở nhà. Vâng, mình đi làm. Và thường thì bố mẹ sẽ về sẽ thông báo là đấy, hôm nay lại có một cái thư của công ty này, công ty kia đấy, lại mời họp cái gì đấy. Bố mẹ thì cũng không rõ lắm là họ mời họp gì. Tuy nhiên là như vậy, mà bạn nào mà cũng rơi vào trong trường hợp tương tự nhé, thì mình comment ở dưới cái nội dung clip này thì chúng ta trao đổi kỹ hơn. Đấy. Thì các bạn hoàn toàn có thể tham gia những cái buổi họp hội đại hội đồng cổ đông như vậy. Nếu như thực sự là mình không có nhiều cổ phiếu, mình không có quyền biểu quyết hay mình không có quyền quyết định đi chăng nữa thì cũng không vấn đề gì. Hãy tham gia họp. Và chúng ta sẽ nắm được những cái thông tin rất chi tiết của các doanh nghiệp. Nó có tương lai hay không? Năm tới nó làm ăn như nào? Năm vừa rồi báo cáo tài chính ra sao? Hãy tham gia những cuộc họp như này. Và chúng ta sẽ có những thông tin cực kỳ hữu ích cho cái kế hoạch đầu tư của chúng ta với doanh nghiệp đó. Vâng. Và nếu như các bạn là một cổ đông tương đối lớn rồi, có sở hữu hơn 10%, thì các bạn có thể ứng cử thành viên hội đồng quản trị. Và cái quyền lợi đặc biệt khi trở thành thành viên hội đồng quản trị đó là các bạn có thể tham gia rất sâu vào cái hoạt động đưa ra chiến lược của doanh nghiệp. Khi đó cái đồng vốn của các bạn bỏ ra với mức hơn 10%, nó cho phép các bạn có cái quyền lực lớn hơn với doanh nghiệp. Vâng. Thì khi đó chúng ta sẽ càng có thể nói là cái khả năng mà chúng ta tham gia sâu hơn vào cái sản xuất kinh doanh, điều hành của doanh nghiệp, nó càng trở nên rõ ràng hơn và thiết thực hơn là cái quyền lợi của chúng ta khi chúng ta quyết tâm sở hữu. Với hơn 10% cái lượng cổ phiếu của doanh nghiệp thì nó mức cực kỳ lớn rồi đấy. Trên đây thì chúng ta đã cùng nhau trao đổi rất nhanh về thông tin là cổ phiếu là gì, những đặc điểm cơ bản cũng như là cái quyền lợi thiết thực mà các bạn cần nắm được khi chúng ta sở hữu cổ phiếu. Không chỉ đơn giản là mua đi bán lại, mua thấp bán cao, hãy tìm hiểu kỹ hơn về những quyền lợi của các bạn. Điều đó thực sự có giá trị trong dài hạn. Và ở phần tiếp theo, trên con đường trở thành những nhà đầu tư chuyên nghiệp, hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu một câu hỏi: mệnh giá cổ phiếu là gì? Chúng ta hay nói cổ phiếu này về dưới mệnh hay là đã vượt mệnh. Vậy gì? Mệnh giá cổ phiếu là gì? Và những ứng dụng mà AZFIN Việt Nam cho là cực kỳ hữu ích để ứng dụng vào việc đánh giá cổ phiếu. Cuối cùng, cho phép tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị và các bạn, những người đã ủng hộ và theo dõi AZFIN Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua. Hãy tiếp tục subscribe, comment và chia sẻ những clip của chúng tôi để tiếp thêm động lực cho AZFIN Việt Nam đưa ra những clip hấp dẫn hơn nữa, có giá trị hơn nữa trong tương lai. Chào thân ái và quyết thắng!